À, chào anh em. Thì ở đây hiện tại bây giờ tôi đang có một con xe NVX cục IC của nó, bộ điều khiển của nó ấy, là cái con này nhá, SE này. Hiện tại bây giờ là nó đang bị chết cái mạch ba pha này. Thì bây giờ chúng ta sẽ kẹp kẹp cái bút điện 3W này vào dây mát này ha. Đo với dương, chúng ta sẽ đo lần lượt 3 giây này. Đó, các bạn thấy không? Nó đang bị chạm này. Đó, thì đây chính là dấu hiệu chết nhá. Đó, anh em thấy không? Đó, đây chính là cái dấu hiệu mà chết. Còn SCM điều khiển động cơ ha. Rồi bây giờ chúng ta bấm đề thử ha. Khi chúng ta bấm đề thử thì anh em sẽ thấy là khi mình bấm đề á thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ 2 giây có 1 giây mất nha. Đây, giây này nó không mất luôn nè, nó dính liên tục. Rồi, 2 giây này thì không có. Thì theo nguyên tắc một con SCM tốt là chúng ta đo vào 3 giây này thì nó sẽ 2 giây có điện và 1 giây không có điện ha. À, đây ví dụ dây này là hư này, đó, đang hư ha. À, chúng ta đo thử này, chắc chắn là không hoạt động rồi đây. À, bấm đề, không 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 phóng điện. Đó, như vậy là hư ha. Rồi tôi sẽ cắm cái con ECM còn sống để tôi đo cho anh em coi luôn. Anh em sẽ thấy là cái con còn sống là chúng ta đo vào 3 giây đó thì nó sẽ 2 giây có 1 giây không ha. Rồi bây giờ chúng ta nhìn đây, mở khóa điện lên, chúng ta đo vào 3 giây không bị chạm ha. Đó, không bị chạm. Rồi, đo dây số 1, đó, có điện. Dây số 2 không có điện. Dây số 3, dây số 3. Đó, dây số 3 có điện ha. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta đo là 2 giây có, 1 giây không. Thì như vậy là một con ECM tốt ha. Và đây là đo chiều 1, còn chúng ta đo chiều 2 thì chúng ta kẹp bóng đèn ra mát. Lúc nãy thì tôi kẹp bóng đèn vào dương, bây giờ kẹp vào mát. Rồi, tương tự ha. Rồi, chúng ta cũng đo tương tự và nó cũng xảy ra tình trạng y chang lúc nãy ha. Là 2 giây có, 1 giây không. Dây số 1 có ha. Dây số 2 không có. Rồi dây số 3 có ha. Rồi như vậy là một con ECM tốt ha. Và xe nó sẽ nổ máy được khi mà con ECM tốt. Đó, để ok ha. Ở đây là cái xe của mình, bình nó đang yếu cho nên nó xảy ra tình trạng đè hơi nặng chút. Tôi có thể thay bình cho anh em coi ha. Rồi, chúng ta quan sát tôi đề máy nổ này. Ok ha. Rồi. Và đây là con ECM chết thì chúng ta cắm lên nó sẽ không không khởi động được ha. Thì nhiều anh em hỏi là đo Yamaha như thế nào thì mình chia sẻ anh em này luôn. Thì Honda với lại Yamaha đo thì giống nhau thôi ha. Rồi các bạn nhìn đây, xe này chúng ta bật khóa đề này. Giờ le nhảy nhưng không đề được. À, động cơ có hiện tượng là nó nhích nhích nhẹ cái vô lăng. Máy hơi rung này, bấm đề nó hơi rung cái xe này. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì Tiến sẽ mổ con ECM ra để sửa ha, để cứu lại cho khách, để đỡ được tiết kiệm chi phí tiền cho khách hàng ha. Rồi, chút nữa mình sửa xong mình sẽ thử lại cho anh em coi ha. Và anh em nhớ nhận đây là con chết này. Con này đang bị hỏng nha. Đây con này đang bị hỏng, mình có đánh dấu đây ha. Rồi tí nữa mình sửa chữa xong thì mình sẽ làm lại đoạn clip tiếp theo cho anh em ha. Chào nhé. À, đây con nào mình chờ đây. Không thật, không thật, con này không thật, ok. Không thật, ok.
tăng hàng sống nhé. Thì để thay con này chúng ta phải kiếm một cái bo sống, chúng ta sàng linh kiện qua anh em ạ. Cách sàng thì chúng ta dùng cái kho linh kiện nóng chúng ta cắt ra nhé. Rồi chúc anh em thành công. Hello anh em, và sau mất gần một ngày thì ngày hôm qua đến ngày hôm nay mình đã làm xong. Đây anh em, đó, sau khi mổ sửa ra sửa đó, thì nó bị cả hai mạch đó. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta test xem nó nổ chưa ha. Rồi lúc này chúng ta mở khóa lên, khởi động đề ha. Ok anh em ơi, vậy là quá hay không? Đó, và sau sau khi phục hồi xong thì em nó đã sống lại anh em ha. Rồi mình cũng nói anh em luôn, thì thực ra cái ban này á, là do cái mâm điện nó bị chết anh em, cái mâm điện nó bị chập, hoặc là anh em đo bị sai ba cộng dây này chập vào nhau, nó dẫn đến tình trạng nó mới chết cái linh kiện ở trong linh kiện điều khiển trong ESM, mấy cái con linh kiện công suất lớn nha. Thì để sửa được con này anh em lưu ý là Tiến cũng phải mua lại những cái xác cũ á, mà đã bị chết á, sau đó về phục hồi lại, thì lấy từ cái linh kiện của cái con bên này đưa sang con bên kia, tại vì linh kiện trong xe máy, những cái linh kiện mà để sửa chữa đây này anh em nha, những cái linh kiện để sửa chữa đây này, thì thực ra là nó không có để mua anh em ha. Những cái con công suất lớn này là chúng ta mua không có đâu, thì Tiến đành phải lấy ở những cái con mà bị chết mạch lửa hoặc chết mạch xăng thì chúng ta sẽ sàng qua đấy. Thì sau khi mà mình khám bệnh xong thì anh em sàng qua, gỡ linh kiện sàng qua, có nghĩa là chúng ta phải tốn hai con ECM bị chết hai mạch thì chúng ta sàng qua đưa linh kiện sang thì nó mới hoạt động được anh em ha. Rồi, và con này là của anh Lê Vinh ở ngoài Quảng Nam. Đó, sau khi sửa xong thì giờ gửi trả cho anh Vinh ha. Rồi, cảm ơn anh em xem video ha.